Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 07 của tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị, thời gian qua thành viên các tổ hợp tác xã đã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hữu cơ, đồng thời xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thông qua các chuỗi liên kết. Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có 67 tổ hợp tác, 75 hợp tác xã tham gia xây dựng vùng sản xuất gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực với tổng diện tích thực hiện liên kết đạt gần 21%. Qua thực hiện chuỗi giá trị đã từng bước hình thành liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi là nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học và ngân hàng, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân doanh nghiệp. Điển hình là Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Phú, được thành lập cuối năm 2020 với 80 thành viên. Đến nay, Hợp tác xã đã phát triển lên 301 thành viên với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Xác định sầu riêng là cây trồng chủ lực, Hợp tác xã đã phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, liên kết xây dựng mã số vùng trồng, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Hợp tác xã đã quan tâm xây dựng thương hiệu sầu riêng OCOP để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hợp tác xã của chúng tôi hoạt động rất là nhịp nhàng, thì trong đó có thành phần là 7 đồng chí trong hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, thư ký kế toán, làm hỗ trợ rất là nhịp nhàng, đem là quyền lợi cho bà con rất là hữu ích. Đầu vào thì được những công ty phân thuốc có uy tín thì đến để hỗ trợ cho bà con nông dân, còn cái đầu ra thì rất ổn định, tại vì mình cũng làm được cái mã dùng á, thì hiện giờ là làm gần được hơn 200 hecta, thì chứng nhận trong đó được 3 mã, còn lại 4 mã thì đang quay thực tiến xong đối với Trung Quốc và sẽ cấp trong đầu năm 2024. Trong các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chuỗi dừa đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao. Hiện tại, nông dân trồng dừa tham gia vào chuỗi giá trị với diện tích trên 23.700 ha, chiếm trên 30% tổng diện tích dừa của tỉnh. Sản lượng dừa tham gia chuỗi giá trị đạt trên 230.000 tấn, trong đó tổng diện tích dừa hữu cơ trên 18.000 ha và diện tích đạt 11.630 ha theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật và EU. Tại huyện Dòng Trơm có nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả khi tham gia chuỗi giá trị dừa, trong đó phân bón đầu vào thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng của người dân đăng ký thông qua hợp tác xã. Các công ty làm đầu mối giới thiệu nguồn cung cấp phân bón hữu cơ để người dân được hưởng giá ưu đãi tốt nhất và tránh tình trạng phân giả, phân kém chất lượng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre, Bechimet, cung cấp trực tiếp phân bón hữu cơ cho người dân. Giá dao động từ 5.000 đến 5.800 đồng một ký phân hữu cơ tùy chủng loại. Khi tiêu thụ sản phẩm, các công ty liên kết tham gia chuỗi giá trị thu mua dừa trực tiếp, ký hợp đồng với hộ dân. Sau đó, thông qua hợp tác xã, đại lý thu gom tại địa phương sẽ thực hiện thu gom, sơ chế, vận chuyển sản phẩm về công ty. Giá thu mua của từng công ty khác nhau, trung bình cao hơn từ 5 đến 20% so với giá thị trường, tùy vào chính sách của công ty và tùy thời điểm. Những cái sản phẩm dừa mà Bechimet làm ra mà mua từ cái sản phẩm dừa ba rây của hợp tác xã thì được người tiêu dùng trả về từ 10 đến 15% là tổng cái giá trị xuất khẩu. Do vậy thì vấn đề cái tiền nó rất lớn để là vấn đề xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương. Ngoài tiêu thụ nông sản truyền thống qua kênh thương lái, gần đây nông dân đã liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp và đa dạng kênh tiêu thụ để bán hàng với giá cao hơn. Khoảng 3 năm trở lại đây, hình thức bán hàng qua nền tảng online bắt đầu hình thành và phát triển mạnh, khi ngày càng có nhiều hợp tác xã, hộ dân có website tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, bán hàng qua mạng xã hội. Trong đó, tiêu thụ mạnh nhất là các sản phẩm bưởi, cây ăn trái, dừa và cây giống hoa kiểng. Qua đó giúp nông dân có nhiều kênh tiêu thụ hàng hóa so với trước đây, lợi nhuận vì vậy cũng tăng cao hơn so với bán hàng qua thương lái.